Một chữ ganh. Một chữ ganh. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mấy anh em nha cả nhà. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2024. Mấy anh em thì có mặt tại quán cà phê của anh Huy. Trên màn hình cô chú anh chị mình thấy đây là anh Bầu à, mọi người hay gọi là Bầu Sô Hy Lê đó cả nhà. Mà anh là Bầu thiệt à. Hôm nay thì đến gặp anh Huy Lê để chia sẻ những thông tin đáng chú ý gửi đến quý cô chú anh chị mình nè. Dạ, em chào anh Huy. Trong Huy xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị, em khán giả đã đồng hành yêu thương với Huy từ đầu tới giờ. Huy không biết nói gì hơn, Huy chúc cho cả nhà mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, công việc làm ăn cũng nào được nhiều may mắn. Dạ anh Huy ơi, hôm nay á, là ngày 18 rồi. Dạ. Cái show của mình diễn ra là ngày 16 hôm trước, show hôm trước á là dạ. Ngày 16 thì anh Huy có thể chia sẻ đến cô chú anh chị mình là anh có nhiều khán giả có những ý kiến hay là đóng góp ý kiến gì không anh Huy? Dạ thật sự là mặc dù cái show đã trải qua được 2 ngày rồi. Dạ. Nhưng thật sự là trong lòng Huy cũng lúc nào cũng rất là vui. Dạ. Vui là không phải là mình được cái gì, mình vui á là chương trình mình diễn ra quá thành công dạ. Ngoài sự mong đợi của mình. Dạ. Thứ nhất là về thời tiết, ông trời cũng ủng hộ. Dạ. Như quý vị cũng thấy mấy ngày mưa quá trời cũng đầu lắm chứ bộ. Dạ. Mặc dù mình làm trong quán mình thì có mái che đó, nhưng mà mình thời tiết nó mình lỡ mà có mưa các chúng tôi nghiệp khán giả đến với chương trình. Dạ. Đó. Mà cũng thật sự là quá may mắn là thứ nhất là ông trời thương tổ độ cho ekip cũng như là cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ có một đêm diễn gọi là quá thành công. Dạ. Và thật sự là cũng rất là nhiều cái phản hồi của những khán giả rất là dễ thương. Huy ơi, show này coi đã quá con. Dạ. Coi vui quá mà thật sự là hay nữa. Dạ. Rồi có nhiều khán giả cũng nói làm tiếp đi con. Trời ơi. Con cứ làm đi, cô sẽ ủng hộ con. Mừng quá anh ha. Có nghĩa là khi mà cái việc mình làm tổ chức show thì quý vị khán giả không biết rồi. Cái niềm vui đầu tiên á là mình bán được nhiều vé, khách đến mình đông. Dạ. Thứ hai nữa là mình lúc nào cũng được sự yêu thương, đồng hành, góp ý, những ý tốt để cho mình phát triển hơn nữa về cái vấn đề mà nghề của mình. Dạ. Yeah. Đó là mình rất là vui. Thứ là bây giờ mình hỏi khán giả như là mình khi mình làm xong một cái show, khán giả ra bắt tay mình không phải ca sĩ gì đâu. Dạ. Yeah. Cái ôm mình bắt tay mình, trời ơi hôm nay hay quá con ơi, chương trình hôm nay quá tuyệt vời con, cô chúc mừng con. À vậy á, mình nghe mình cũng vui, cái đó là một cái gọi là khích lệ tinh thần cho mình. Để mình có sau này mình cố gắng mình làm nhiều show hơn nữa để phục vụ cho tất cả những người khán giả yêu thương của mình. Dạ. Cái show ngày 16 tháng 10 vừa qua đó thì được cô chú anh chị mình yêu thương rất là nhiều. Dạ. Trên kênh của em cũng có nhiều cô chú anh chị đóng góp ý kiến. Dạ. Và bên cạnh đó thì có những cô chú anh chị nhắn nhủ như thế này nè. Tại vì hôm sau cái show đó thì anh em mình có chia sẻ một cái video clip. Dạ. Là giống như là bình luận, giống như là chia sẻ lại những gì mình thấy, những gì mình nghe được trong cái show và cũng như là những cái khó khăn. Dạ. Và những cái mà tốt đẹp ở cái show của mình. Dạ. Thì có cô chú anh chị nói là anh có chia sẻ nhẹ nhẹ về cái show của anh Linh Tý. Dạ. Nhưng mà chưa có chia sẻ hết. Dạ. Nên cô chú anh chị nói là khi nào mà có show của anh Tý á, hãy để cho cô 5 vé, 10 vé. Nhưng mà em đọc qua rồi bây giờ thì em không biết nhận như thế nào. Dạ. Bây giờ thì anh có thể chia sẻ lại kỹ hơn và chi tiết hơn cho cô chú anh chị mình biết được cái show của anh Linh Tý và như thế nào không anh? Dạ rồi, thì hôm nay Huy sẽ thông báo luôn cho tất cả những người khán giả yêu thương mình biết đến là vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 10 tại Tam. Dạ. Coffee của Huy, địa chỉ là 386 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra một mini show của ca sĩ diễn viên Linh Tý. Dạ, quá vui. Với sự tham gia của những khách mời cũng rất là đặc biệt. Dạ. Thôi bây giờ Huy cũng xin thông báo luôn cho mọi người biết là những khách mời là ai. Dạ. Thứ nhất là khách mời trong chương trình đầu tiên của Tý, mà khi mà một mini show của Tý mà bị khách mời đầu tiên thì chắc không ai khác ngoài chú Linh Tâm. Quá vui luôn cả nhà ơi. Dạ. Khách mời đầu tiên mà tụi Huy đã lên chương trình và lên kịch bản là cái người đầu tiên nên mời phải mời á. Dạ. Là chú Linh Tâm. Dạ. Và một khách mời thứ hai nữa, dạ em cũng không giấu với cả nhà luôn, một người đó cũng hoài xa lạ với cả nhà. Dạ. Hồng Loan. Trời ơi quá vui luôn. Dạ. Và thêm một ca sĩ trẻ và một nhóm nhạc nữa là ca sĩ trẻ Phan Duy Thành. Dạ. Và nhóm The Win. Dạ. Sẽ tham gia trong mini show của Linh Tý với chủ đề một chữ ganh. Một chữ ganh là một sáng tác mới của Tý luôn, và đêm đó là Tý sẽ thể hiện cái bài hát mới để gửi tặng cho quý vị khán giả. Wow, vậy là bài đó là bài mới của anh Tý mới viết. Một chữ ganh, anh Tý vừa mới ra sáng tác được một cái bài là Người Hai Mặt.
Dạ. Bây giờ tiếp tục là một chữ ganh, chắc có lẽ là gây chấn động đây. Dạ, cái bài đó thật sự là Tý mới viết thôi và đã lên market sẵn rồi. Dạ. Cũng xin thưa quý vị là cái bài này mới mốt Tý bắt em phải làm vai chính trong một MV của Tý cái bài đó. Em mà rất hoang mang, nhưng mà Tý là có những cái đề xuất thì em cũng cố gắng hỗ trợ anh em với nhau. Dạ, vai chính mà không biết đóng cái gì hả anh? Thì anh không biết đóng, nhưng mà Tý cứ nói là cái vai cái bài này là bạn phải đóng vai chính giùm tôi đó nha. Dạ. Đó, thì Tý cứ nói vậy thì mình cũng sợ chứ. Dạ. Mình sợ mình không phải chuyên môn về diễn xuất. Dạ. Thì Tý nói không sao, bạn cứ bình thường, bạn cứ vô tư như vậy á là bạn sẽ diễn được thôi. Dạ. Thì chắc cái vai đó nghĩ là vai ông bầu thôi à. Vai ông bầu. Nghĩ vậy thôi, cứ vậy thôi. Dạ anh Huy ơi, thì cái kế hoạch của mình á là cái show của anh Tý mini show thì với chủ đề là một chữ ganh. Vậy thì cái thời gian là từ mấy giờ cho tới mấy giờ và giá vé như thế nào, và nó có giống như những chương trình lúc trước không anh? À Huy xin thông báo một lần nữa là mini show Linh Tý với chủ đề là một chữ ganh diễn ra vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 10 tại Tham Coffee, địa chỉ là 386 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và giá vé vẫn là 250.000 một vé. Dạ. Vé mình đã bao gồm một phần nước rồi. Dạ. Quý vị khán giả có thể đặt qua số hotline của Huy là 0903 039 119. Dạ. Và chương trình mình bắt đầu lúc 19:30 và kết thúc lúc 21:30 giống như bình thường hết. Tất cả dạ. chương trình mình đã làm. Và ngay cả vị trí ghế ngồi cũng y chang như vậy. Dạ. Đó, thì và để chia sẻ cho tất cả các cô chú, những khán giả yêu thương biết được rõ hơn về cái chương trình mini show của Tý. Vậy là cái vé của mình cũng giống như những lần trước là dạ, không có ghế ngồi, ai đi sớm sẽ ngồi trước ha. Dạ, đúng ai rồi. Đi sau ngồi sau. Dạ đúng rồi. Đó, thì cái chương trình nó cũng giống như những lần trước nha cô chú anh chị. Dạ. Và nước thì lần này có sự thay đổi gì hay không anh, hay là vẫn vậy anh? Nước mình vẫn y chang như cái món, thì trong menu mình có gì thì mình sẽ phục vụ cho khán giả cái đó thôi. Dạ. Và cũng như là nước là cái những cái ly giấy đúng không anh? Dạ những cái ly rồi chắc là quay rồi gọi để ly để mình đem về để ly đem đi. Hạn chế ngã đổ. Dạ. Đó, tại vì mình là quán cà phê, mình vẫn có ghế để cho mọi người để, nhưng mà làm cái ly đó sẽ an toàn hơn, mình khỏi bị ngã đổ mọi thứ. Dạ. Đó. Và vẫn có phục vụ đồ ăn cho quý vị khán giả luôn nha. Có nhiều khán giả rồi mới dễ thương. Trời ơi, cô đâu có biết vô tưởng đi coi hát uống nước không, giờ đây có đồ ăn, kêu đồ ăn ăn rất là ngon mà dạ. ngồi ăn rất là thoải mái. Dạ. Đó, cũng chia sẻ cho cả nhà biết là như vậy. Dạ. Và một thông tin nữa em muốn anh Huy chia sẻ như thế này nè anh Huy. Là cái đêm 30 tháng 10 của mình á. Dạ. Là bữa nay là 18 rồi, rồi. Vậy dạ. là còn có 12 ngày nữa thôi. Dạ đúng rồi. Vậy thì anh có gặp khó khăn về vấn đề mình bán vé hay là nó quá cặn ngày không anh? Dạ thật sự là khó khăn thì cũng có khó khăn về vấn đề bán vé đó. Tại vì mình khi mà mình lên một chương trình mình phải có chuẩn bị sớm. Dạ. Mà thật sự thì giống như khán giả cũng đã biết rồi, khi mình lên một chương trình đó là mình phải có cái ID mình làm cái gì. Dạ. Chứ không phải là mình lên một chương trình cứ xếp hàng như hát hoài thì sẽ không có gọi là một cái tiết mục gì gọi là ấn tượng hay là đặc biệt gì để gửi tặng khán giả. Dạ. Giống như là mấy cái show mà Huy làm cũng vậy. Huy đều nói khán giả là khán giả cứ cố gắng sắp xếp công việc và thời gian của mình đi, hãy đến với show đi. Dạ. Tại Huy có nhiều cái sự kết hợp, không có sân khấu làm được hết, chỉ có ở Tham Coffee mới làm được. Dạ. Đó là thật sự là Huy cũng chia sẻ thiệt là như vậy. Giống như là mini show Tý cũng vậy. Dạ. Cũng có nhiều sự kết hợp rất đặc biệt luôn. Dạ. Có hết. Dạ. Đó, nhưng mà ăn thua là cái sự kết hợp nó như thế nào để mình khi mình gửi đến cho khán giả thì khán giả giống như học bất ngờ, không nghĩ là cái tiết mục đó là như vậy. Dạ. Nó giống như bữa show 16 đó, bất ngờ từ bất ngờ này bất ngờ khác, ngay cả ban tổ chức Huy cũng không biết gì luôn. Dạ, cho mấy anh chị tự sắp xếp cho tạo bất ngờ cho khán giả. Có nghĩa là cũng nghĩa để tự nhiên. Dạ. Nó không tự nhiên hết chứ ban tổ chức không sắp xếp gì, không bữa về cái vấn đề là hát như thế nào hả? Chỉ có sắp xếp nè. Anh Đại hát với Liên. Dạ. Anh Đại hát với Loan thôi. Dạ. Còn những cái tiết mục song ca, những tiết mục giao lưu khách mời là cái đó tự nhiên hết. Dạ. Mà đôi khi cái tự nhiên nó sẽ hay hơn là dạ, mình sắp xếp. Dạ. Ngay cả các bạn thấy không, lên đây có nhiều cũng là những khách mời lên giao lưu rồi bài hát cũng đâu có, để mình đứng mở điện thoại nha. Dạ. Và nếu mà cái sự chuẩn bị là ban tổ chức đã có để màn hình TV rồi sẵn rồi. Dạ. Để bài sẵn cho mọi người rồi. Đó, nhưng mà đôi khi cái tự nhiên là một cái gọi là một cái bất ngờ cho khán giả đến với đêm nhạc của mình. Dạ. Cái mini show lần này của anh Linh Tý á, thì theo như em nghĩ đó thì đâu đó thì mình cũng có gọi là mini show giao lưu gặp gỡ, tại vì em thấy toàn là người thân không à. Đúng rồi. Chú Linh Tâm, anh Linh Tý, chị Hồng Loan và cũng như là anh Phương Duy Thành ha anh. Phương Duy Thành thì đâu đó thì cũng là một người quen không à. Dạ. Bà con không à, dòng họ, nói chung là trong cái từ ngoặc kép, dòng họ trong từ ngoặc kép của chú anh chị, phải nói là một cái show gia đình.
đó, cô chú anh chị mình yêu thương thì ủng hộ, giá vé thì vẫn vậy. Dạ, đúng. Em được rất là nhiều cô chú anh chị nhắn tin trên kênh đó, ừ Tài ơi mua cho cô 5 vé 10 vé mà, mặc dù mới hôm qua anh mới bật mí nhỏ nhỏ thôi á. Dạ. Mà cô chú anh chị đã mua rồi thì bây giờ thì cô chú anh chị mình hãy mua qua anh Huy đi, chứ em cũng không biết sao nó bây giờ đặt sao thì nó khó. Điện thoại cho anh Huy, anh Huy ha. Dạ cũng được. Và bây giờ thì có bao nhiêu cách mình định mua vé, như là lúc trước thì chị Hồng Loan, anh Linh Tý, chị Bích Trâm, thì bây giờ thì như sao? Dạ vẫn y chang vậy luôn. À, hoặc là liên hệ qua hotline của Huy. Dạ anh chia sẻ lại đi anh. Hotline của Huy là 0903 dạ 039119. Dạ. Hoặc mình có thể mua bên Hồng Loan. Dạ. Cũng được. Hoặc là mua bên Linh Tý, Bích Trâm cũng được. Dạ. Có nghĩa là mình anh em hỗ trợ nhau để bán vé hết. Dạ. Có nghĩa là khán giả có thể mua người nào cũng được hết trơn đó, rồi để cho khán giả dễ mua. Dạ. Chứ mà bây giờ mua chỗ anh không cũng khó. Dạ. Hoặc là muốn mua mà lấy luôn vé thì cứ đến tham copy trực tiếp luôn. Địa ha. Chỉ là 386 Lê Trọng Tấn, phường Tân Hạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì mình đến quán mình sẽ lấy trực tiếp cái vé ngay quán luôn. Dạ. Đó mình có bốn phương thức để mình mua vé và mình thanh toán. Dạ. Dạ. Vậy là mình đến uống cà phê cái mình mua vé luôn. Gặp ông bầu mua vé luôn. Đúng rồi. Vé 250 bao gồm ly nước. Dạ đúng rồi. Đó, giữ xe miễn phí. À, mà quên nữa, lần này thì anh cái đội vệ sĩ, cái loại mà bảo vệ của anh á. Dạ. Thì anh có sử dụng lại cái anh vệ sĩ mà hay hay đó không anh? Dạ có, giữ lại hả? Có nghĩa là mấy anh vệ sĩ đã làm quen với mình rồi. Dạ. Thì mình sẽ hợp đồng với họ luôn, rồi xô nào của mình là mình đều mời họ xuống. À. Tại họ đã quen việc rồi nó dễ hơn. Dạ. Còn bây giờ mình mời vệ sĩ khác, những cái mấy anh chị chưa quen á. Dạ. Nên cũng phải hơi bị khó khăn, còn mấy anh này đã quen rồi thì mình cứ cứ làm thôi. Dạ. Thì mấy anh làm tốt thì mình cứ mời làm thôi, không. Dạ. Sao hết. Em thấy khán giả cũng có bình luận là rất là thích mấy anh vệ sĩ đó, tại vì thứ nhất là ảnh vệ sĩ là bảo vệ tốt, và thứ hai anh cũng hài hài á. Dạ. Nói chung là ai hợp tác với Huy là phải vui hết trơn đó rồi á. Mình là bạn cảm, mình là người sống rất là thoải mái, rất là vô tư. Dạ. Lúc nào cũng phải vui vẻ, tại mình là người đầu tàu, mà mình không vui thì tất cả anh em không ai vui hết. Dạ. Đó nên gặp lúc nào cũng phải cười giỡn thoải mái, vì thoải mái, tinh thần thoải mái thì mình mới làm được nhiều việc hơn nữa. Dạ. Đó. Còn lần này thì sao anh Huy, lần ngày 16 tháng 10 vừa rồi á. Dạ. Là có ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh nè. Dạ. Có Má Tư nè. Đó, lúc trước là em có đọc được một dòng trạng thái của chị luật sư Tuyết Ngọc nữa, mà do chị đi bận đi công tác xa nên chị. Dạ. Về không kịp. Đúng rồi. Thì vậy lần này thì anh Huy có mời mấy anh chị nào mà để cho cô chú anh chị mình gặp gỡ không? Tại vì mấy anh chị đó đó là toàn là khó gặp, nói chung là muốn gặp cũng khó, nên mà nhờ những cái cơ hội như thế này mới gặp được. Vậy thì anh Huy có sắp xếp được vấn đề đó không anh? Thì Huy sẽ cố gắng. Thì Huy lúc nào chương trình của Huy cũng đều có những cái bất ngờ cho khán giả. Bất ngờ nữa à? Thật sự là như vậy. Có nghĩa là mình không công bố trước. Dạ. Có nghĩa là mình muốn tạo cái gì đó bất ngờ cho khán giả. Mà những cái bất ngờ mà Huy tạo thì tất cả mọi người khán giả là đều thương và đều thích hết. Dạ. Đó. Nên Huy vẫn nói mà cả nhà mình sắp xếp công việc đi, rồi thời gian đi mua vé đến với đêm nhạc của quán Tham Coffee của Huy đi, là có rất là nhiều bất ngờ và rất là nhiều cung bậc cảm xúc trong một đêm nhạc. Dạ. Cái đó là một cái gọi là tuyệt chiêu của Huy. Tuyệt chiêu. Có nghĩa là mình phải có một cái chiêu gì đó. Dạ. Để mình tăng những cái khán giả. Dạ. Không? Chứ bây giờ mình cái gì mình nó bạch tẹt cái hết rồi thì. Dạ. Đâu còn gì hấp dẫn nữa. Dạ. Cứ mình để cho cũng nhiều sự bất ngờ. Cái giống như vợ chồng Lê Minh năm bữa cũng vậy. Dạ. Đúng không? Tới ngày 16 diễn 14 là anh Lê Minh nói, chứ mặc dù là Huy biết rồi nhưng mà Huy. Dạ. Cũng không nói. Dạ. Đúng không? Mà tới ngày tự nhiên 14 anh Lê Minh lên like, cái đó 16 xuống ủng hộ Hồng Loan. Dạ. Đó có câu chuyện thì mình cũng đâu biết. Nhưng mặc dù là Huy đã biết rồi. Dạ. Thì Huy muốn cho bất ngờ cho khán giả, mà không ngờ Lê Minh anh làm bất ngờ là anh Lê Minh nói luôn rồi. Dạ. Thôi, giờ Lê Minh nói mình phải có bất ngờ khác. Dạ đúng rồi. Nói chung là không thật sự làm. À, mình làm cái gì làm, mình lúc nào cũng phải biết tôn trọng khán giả. Dạ. Thà không nói, nói là phải làm. Dạ, Huy tính hơn ha. Đúng rồi. Thà Huy không nói gì hết, nhưng mà có sự bất ngờ còn hơn là Huy nói thì đã, xong rồi tới lúc đó là khán giả cứ trông chờ cái người đó mà rốt cuộc không gặp. Dạ. Thì lại là Huy lên nói này nó kia. Đó, Huy rất là ngại vấn đề đó. Dạ. Dạ. Thì bây giờ em còn một câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc cái video này. Dạ. Là cái poster của mình á, là khi nào sẽ bắt đầu, và cũng như là khi nào bắt đầu anh nhận bán vé? À, nhận bán vé từ ngày hôm nay luôn. Hôm nay luôn. Huy đã lên clip rồi thì hôm nay Huy sẽ nhận bán vé luôn. Dạ. Còn poster chính thức là ngày mai sẽ có. Bây giờ đang thiết kế. Dạ. Ngày mai sẽ có, trong vòng ngày mai. Dạ. Vậy thì một lát nữa thì em xin phép để lại số điện thoại của anh Huy Lê, số. Dạ. Hotline trên cái video này. Dạ. Và cũng như là địa chỉ quán. Dạ. Đó, thì xin nhắc lại cho cô chú anh chị mình có 4 cách để cô chú anh chị mình mua vé. Thứ nhất là tới địa chỉ quán gặp anh Huy Lê để mua vé trực tiếp.
thứ hai là gọi điện thoại cho anh Huy. Dạ, thứ ba là gọi điện thoại cho Linh Tí Bích Trâm hoặc là chị Hồng Loan là cách thứ tư. Dạ, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đó, thì cấp một lát nữa em xin phép để số điện thoại của anh lên ha. Dạ, để dạ. cho cô chú anh chị mình có thể tiện liên hệ. Đó dạ. chứ nhiều khi cô chú anh chị nói Tài ơi mua cho cô 5 vé, mua cho chú 10 vé, mua cho cô kia 2 vé ví dụ vậy. Thì em bận đi quay em không có bán được dạ, nên dạ. em cũng không có nhận được nên thôi cứ nhận qua anh Huy và số điện thoại anh Huy hoặc là mấy anh chị khác nghe được anh Huy dạ, ha. Được hết không sao hết. Dạ. Đó, thì em cảm ơn anh Huy đã chia sẻ một thông tin cực kỳ là vui vào cuối tháng 10 này dạ. để cho cô chú anh chị mình có thể gặp gỡ và giao lưu tiếp tục nữa tại quán cà phê của anh Huy. Dạ. Trước khi kết thúc clip này thì Trọng Huy xin gửi lời cảm ơn tới những cô chú anh chị em khán giả đã yêu thương đồng hành với Huy cũng như là ekip từ đầu chương trình tới giờ. Và lần thứ hai cũng là xin cảm ơn tất cả các anh em YouTube đã truyền tải những thông tin về show, về chương trình để cho khán giả họ biết nhiều hơn về show của mình dạ. để họ đến và tham gia chương trình của mình. Một lần nữa Thôi Huy cũng đại diện cho ban tổ chức và tất cả các anh em nghệ sĩ gửi lời cảm ơn lên tất cả mọi người rất là nhiều và chúc mọi người lúc nào cũng nhiều sức khỏe, công việc làm ăn lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Dạ rồi, em cảm ơn anh Huy, em chúc cho anh Huy cũng có nhiều sức khỏe và luôn tạo nhiều cái show mới và show hấp dẫn hơn và có nhiều bất ngờ hơn nữa dành tặng dạ. cho cô chú anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới nữa nha. Dạ, cảm ơn, chào cả nhà.